Ngày hội Tôi là sinh viên 2013 sẽ tới thành phố Đà Nẵng vào ngày 2 tháng 11 và được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ cùng ngày trên kênh VTV Đà Nẵng Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là món quà đầy ý nghĩa mà Viettel dành tặng cho thế hệ trẻ nhằm động viên những sinh viên có thành tích tốt trong học tập, đồng thời cổ vũ tinh thần hiếu học của người Việt. Hãy cùng hòa mình vào ngày hội lớn và giao lưu với những ca sĩ đang rất được yêu thích.